Rồi hello anh em ha, buổi tối ấm áp. Nay shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em xem một con 67 lên dáng CD. Thì hồi sáng ông chú nào dặn shop cái sườn, thì có một ông chú qua lấy một cái sườn màu xanh xanh kia rồi. Thì không biết là ông chú nào mà điện cho shop dặn là quay cái sườn cho ông chú coi. Thì sườn cam thì anh em biết rồi ha, đẹp lắm. Nhưng mà cái này thì để sáng mai đi, sắp quay cho ông chú nó xem. Tại vì giờ cũng trễ rồi, giờ mình phải quay xe. Thì ông chú mà hồi sáng nó thông cảm nha, tại vì giờ mình quay mình chi tiết cái sườn nữa thì mất thời gian của anh em quá. Thì hôm nay cập nhật, nay sắp quay cho anh em xem một con biển số 70 67 lên dáng CD ha. Cái xe này đi dáng CD và con xe này giá cực kỳ dễ thương luôn ha, chỉ có 16 triệu 500 ngàn thôi đó. Quay cho anh em xem qua anh kia đi vô chi tiết luôn nha, để shop vô chi tiết luôn, tại vì mấy mai đang lu bu đang làm những cái chiếc xe dọn cho anh em nên không ít có lên review cho anh em những món phụ tùng và xe ha. Đó, vậy đây thì như thường lệ đi thì shop sẽ quay cho anh em xem một cái bình xăng CD 50 ha. Con xe này là được đi dán CD 50 anh em ha, và đi cục máy 100. Cục máy nó nhẹ nhàng lắm anh em, cục máy nó đã lắm, nó lướt đã lắm. Thì con xe này thì giá cực kỳ dễ thương rồi. Đây, quay cho anh em xem nha. Đó. Thì những anh em nào chắc ngày mai shop phải làm một cái clip đồ phụ tùng cấp cho anh em xem. Rất là nhiều, hồi sáng giờ khoảng là 4-5 người, 4-5 ông chú điện cho shop rồi, kêu review đồ cấp, và những cái yên 67 thì để sáng mai shop sẽ review cho anh em xem ha. Đây. Đó, đi vô chi tiết quay một em xe này giá 16 triệu 500 ngàn, cực kỳ dễ thương luôn ha. Từ niền trăm, niền trăm sạch sẽ nha anh em, niền trăm sạch sẽ nha. Đó, đùm niền đó, dè sạch sẽ. Và cái biển số 70 rất là nhiều, ông anh nào dặn shop thì vui lòng liên hệ lại với shop nha, qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thì những con xe dọn, những con xe mà nói chung là con xe này á, thì đặc biệt là được cái cục máy nó nhẹ nhàng lắm, nó ngon lắm. Để sắp test cho anh em nghe luôn. Một con xe giá cực kỳ dễ thương và sinh viên. Đây, máy 100 anh em ha. Máy 100. Thì thầm. Chiếc xe này á, đúng lý ra là mình lên cái dáng 67 ha, nhưng mà tại vì được nhiều ông anh dặn cái dáng CD đó, thì mình sẵn có cái dáng này mình để đi cho anh em luôn đó. Xe từ máy móc nha, điện đèn càng đầy đủ hết, và giá em nói là cực kỳ dễ chơi luôn, chỉ có 16 triệu 500 ngàn thôi. Và có cọc là có xích xa nha anh em, yên tâm. Ghi đông ha, ghi đông, đồng hồ cùm là của Win nha, cái này là của Win anh em ha, bộ cùm này là cùm của Win nha. Đó. Ghi đông thì ghi đông CDS, pha đèn thì pha đèn CD. Đó, pha đèn CD. Đi lên trên, quay cho anh em xem. Niền trăm sạch sẽ. Cái dán CD bữa giờ rất là nhiều anh em dặn shop luôn. Đó, thì sẵn cái dán xe này thì shop quay cho anh em xem một con xe giá cực kỳ dễ thương luôn anh em, chỉ có 16 triệu 500 ngàn thôi ha. 16 triệu 500 ngàn. Đây. Quay vô số sườn, quay vô sườn nha, quay vô sườn, quay vô số khung số máy cho anh em xem. Hết, mình quay rõ ràng cho anh em xem ha, từ số khung số máy cà vẹt
một con xe giá cực kỳ sinh viên luôn, cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 16.500.000. Và những chiếc xe của shop bán đều có cọc và có ship nha, đều có cọc và có ship hết, nên anh em cứ việc yên tâm ha. Dù anh em ở đâu thì shop cũng ship hết cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm ha. Đó. Hôm qua tính lên sóng cho anh em xem, được anh trai ở Bình Phúc dễ thương, anh cọc. Hồi sáng thì tính quay con CD cọp, quay con CD giá cũng dễ thương anh em, 30 mấy triệu mà đã được một ông anh ở Hà Nội ha, một ông anh ở Hà Nội anh cọc rồi nên không có quay, lên sóng cho anh em. Thì những anh em nào á bên shop là chuyên về phụ tùng, chuyên về xe ha, chuyên về mua bán xe 67, chuyên về giọng xe, nên những anh em nào á mà cần những dán xe gì cứ việc liên hệ với shop ha, từ giá cả 10 mấy triệu, 20 mấy triệu, 30 mấy triệu, 60 mấy triệu, đầy đủ cho anh em ha, đầy đủ cho anh em luôn. Và sẵn đây quay cho anh em xem cái bộ cánh này nữa. Bữa trước anh em nào mà dặn shop cái bẩn này nè, cái bẩn zin CD á luôn bát đầy đủ nha, 4.2 triệu một bộ. Bữa trước anh em nào mà dặn shop thì vui lòng liên hệ lại với shop nha, tại vì nhiều người dặn quá shop không biết để cho ai, thì hôm nay có được một bộ đó. Anh em nào mà cần thì liên hệ với shop nha, 4.2 triệu một bộ bẩn zin CD. CD bữa giờ được trụ lắm anh em, dán CD được nhiều anh em dặn lắm, anh em nhìn ha, cái dán lên cứng á, cái dán lên cứng đó. Quay một vòng đi lên trên để cho anh em xem ha, dán CD SS50 lên CD nha, lên dán CD giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 16.500.000 thôi. Anh em cần cứ việc liên hệ với shop qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Luôn hỗ trợ cho những anh em ở xa, những ông chú, những ông anh. Dù ở xa cỡ nào shop cũng ship được cho anh em ha. Chỉ cần có cọc rồi có ship liền. Thì ngoài ra thì xin giới thiệu với anh em tí xíu là ngoài những cái món phụ tùng, những chiếc xe shop bán, những cái món phụ tùng 67 và phụ tùng cúp, thì những anh em nào cần từ món hàng mới tới món hàng gia công tới món hàng zin, cứ việc liên hệ với shop hoặc cái việc nhắn qua Zalo của shop nha, cái số điện thoại là số Zalo của shop luôn, nên anh em cứ việc yên tâm, cần những món gì cứ việc nhắn qua cho shop, shop gửi hình, shop báo giá trực tiếp cho anh em ha. Đó. Thì qua cái lúc nào shop cũng quay và để những tấm hình phụ tùng cho anh em, anh em cần món nào đó, cần món nào anh em tìm cứ việc liên hệ với shop ha, từ xe với phụ tùng luôn đó. Và đây là đi một vòng mới cho anh em xem, đi đi một vòng mới cho anh em xem một con xe 16.500.000, một con xe cực kỳ dễ thương, từ máy móc với đường điện là lúc đầu là shop cũng full đầy đủ cho anh em nha, anh em về chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi, còn anh em muốn gắn thêm cái món đồ chơi nào đó thì cứ việc liếc nhấc máy lên liên hệ với shop. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha, để ngày mai đi cái sườn của ông chú mà sáng mà shop lỡ hứa mà sáng mai shop quay tối nay shop quay á cho ông chú á, thì ông chú không cảm nha, để vừa tại vì hồi chiều giờ vệ sinh, hồi chiều giờ vệ sinh mấy cái sườn lần, thì ngày mai sắp sẽ làm một cái clip riêng biệt, một cái clip riêng quay về những cái sườn nó cho ông chú xem ha, à, có gì sáng mai ông chú đón xem nha, trưa mai đi, trưa mai đón xem đi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.